trong Kinh Trung Bộ số 38, đoạn cuối cùng có tên đoạn tận luân hồi, sự tu tập bắt đầu từ ở đời này các vị kheo, Như Lai xuất hiện ở đời cho đến hết. Đức Phật có kết luận các ông hãy thọ trì ái tận giải thoát này, được ta nói một cách tóm tắt. Sư sư vậy con muốn đọc tiến trình tu tập phiên bản đầy đủ ở bài kinh nào, nếu không có thì phải đọc hết kinh Đoạn Từ tổng hợp hay không? Thì sư một lần nữa sư cũng không biết là quý vị đang nói về cái gì. Đây nè, trong bài kinh số 38 hết. Đây. Thì luân hồi thì tu tập. Đây nè, ở đây á, ở trong cái bài kinh này quý vị thấy là Đức Thế Tôn á đã chỉ ra toàn bộ cái đời sống cái gọi là cái con đường tu hành đó, từ bắt đầu là có tàm quý nè, đó có lòng từ, cho đến là giữ gìn năm giới nè, đó giữ gìn năm giới, đó rồi cho đến những cái giới 10 giới, đó rồi làm cho đến bắt đầu là buông bỏ dần những cái vật dụng, đấy, rồi sống với cái sự biết đủ của đời sống sa môn, rồi có sự chế ngự các căn môn, rồi đi tới đi lui trong cái sự tỉnh giác đấy, và vị này từ bỏ gột bỏ dần những cái ô nhiễm của nội tâm đó. Thì khi mà vị này sẽ đạt đến các cái tầng thiền như là Thế Tôn đề nghị, và cho đến cuối cùng á, là vị ấy sẽ từ những tầng thiền đó là duyên để vị ấy bắt đầu phát triển để đạt được giải pháp rốt ráo. Thì sư thấy là bản thân trong bài kinh này đã rất đầy đủ rồi, có thể là do cái phiên bản mà quý vị tìm ở trên mạng ấy, phiên bản nó chưa được đầy đủ, hoặc là do cái sự đọc của quý vị chưa có hiểu nội dung bài kinh, thì vui lòng mà kiểm tra lại ha. Và có lẽ cái này cũng không có gì để bổ sung, cho nên sư qua cho qua cái câu hỏi tiếp theo.